Chào các bạn, hôm nay thì Fairfood lại chia sẻ các cái sản phẩm mà rất là tốt cho những người ăn chay ạ. Thì ăn chay thì thường thường chúng ta sẽ bị thiếu hụt rất là nhiều chất, và chúng ta thường hay là bị thừa hay là bị mỡ máu cao ấy. Thì có những cái sản phẩm mà hoàn toàn là thực vật và thuần chay để chúng ta có thể bổ sung dinh dưỡng cũng như là giúp cho cái giảm mỡ máu và là ngăn ngừa béo phì và cũng như là ngăn ngừa cao huyết áp đối với những người cao tuổi. Thì Khai Phúc thấy có những sản phẩm của Nga rất là tốt, ví dụ như là cái sản phẩm Betulin này. Betulin thì nó thực sự là nó là chiết xuất hoàn toàn tự nhiên từ cái vỏ bạch dương trắng, tức là người ta vẫn thắc mắc là tại sao là cái cây bạch dương nó lại có vỏ màu trắng, thì nó có chứa một cái sắc tố đó là betulin. Thì là betulin thì nó sẽ giúp là tăng cường cái sức khỏe của cơ thể, là một này, chống virus này và ngăn ngừa cảm cúm, và nó giảm tốt cho hệ thần kinh này, giảm đau đầu mất ngủ hay là ngăn u này. Và đồng thời là cái betulin này nó có một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là phá hủy cái vòng đời của virus, chẳng hạn như là chẳng may chúng ta nhiễm phải những cái virus nấm hoặc là viêm gan B hoặc là những cái virus mà nó có khả năng gây cho cái ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta ấy. Thì cái việc chúng ta sử dụng betulin này hàng ngày nó sẽ giúp là phá hủy cái vòng đời và ngăn việc virus lan rộng ra các cái tế bào khỏe mạnh của chúng ta. Thì đấy là hoàn toàn là thuần chay và rất là tốt ạ. Tiếp nữa là nhựa thông và dầu tuyết tùng. Thì nhựa thông và dầu tuyết tùng thì ai cũng biết là nếu mà nói đến thông ấy, thì là Nga là đất của thông ấy, và có rất nhiều các cái sản phẩm quý từ thông. Tại Facebook thì là cái sản phẩm nhựa thông và dầu tuyết tùng ấy, là một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng thực sự là đánh giá cao về chất lượng, vì nó sẽ giúp là nguồn bổ sung omega 369 tự nhiên này, rồi là vitamin giúp chúng ta là thanh lọc máu và củng cố cái hệ bạch huyết và làm cho cái hệ bạch huyết của chúng ta khỏe mạnh hơn này. Tiếp nữa là cái sản phẩm từ cây đường tùng của Nga, chiết xuất là taxifolin. Taxifolin thì được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu trên toàn thế giới vì cái hoạt chất này từ cây đường tùng của Nga, và nó có khả năng là giảm mỡ máu này, chống tắc kẽn mao mạch này, đặc biệt đối với những người mà huyết áp cao này, dễ bị đột quỵ này, béo phì này, mỡ máu cao này, cholesterol xấu nhiều này, thì nó dẫn đến cái việc là tắc nghẽn mao mạch máu. Thì đây là một cái sản phẩm mà thuần chay rất là tốt cho chúng ta, để chúng ta là chăm sóc cái sức khỏe mao mạch máu, vì cái mao mạch máu là cái cốt lõi để đưa cái dưỡng chất chúng ta hấp thụ được và oxy vào các cái tế bào giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì các bạn nên tham khảo về cái sản phẩm này, thực sự đây là một sản phẩm không uống là rất là tiếc ạ.